Mbappe đòi PSG trả 107 triệu đô la Mỹ, Kylian Mbappe dọa kiện ra tòa nếu PSG không trả số tiền lương và thưởng chưa thanh toán cho anh. Theo báo Pháp L'Équipe ngày 21 tháng 6, đại diện của Mbappe vừa yêu cầu PSG thanh toán 107 triệu đô la Mỹ, số tiền này gồm lương những tháng cuối mùa 2023-2024 và thưởng trung thành như hợp đồng đã ký. Nếu PSG không làm theo yêu cầu này, siêu sao 25 tuổi có thể kiện ra tòa theo điều 259 của luật bóng đá chuyên nghiệp Pháp. Theo đó, các câu lạc bộ phải trả lương cho cầu thủ đã ký hợp đồng muộn nhất vào ngày cuối cùng của mỗi tháng. Cuối mùa vừa qua, truyền thông đưa tin Mbappe sẵn sàng từ bỏ 60 triệu đô la Mỹ tiền thưởng cho lòng trung thành như một thỏa thuận quý ông. Sau đó, một tin đồn khác cho biết PSG cáo buộc số 7 không thực hiện lời hứa miệng về việc từ bỏ 86 triệu tiền lương kèm thưởng. Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi được cho là cũng muốn câu lạc bộ được chia một phần số tiền thưởng 150 triệu đô la Mỹ mà Real Madrid trả cho Mbappe vì đồng ý ký hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo tờ AS, quan hệ giữa PSG và Mbappe đã hoàn toàn đổ vỡ. Giờ đây, luật sư của hai bên sẽ phải thống nhất để tránh đưa nhau ra tòa. Mbappe gia nhập PSG từ năm 2017, theo hợp đồng mượn từ Monaco. Một năm sau đó, đội bóng thành Paris mua đứt với giá 200 triệu đô la Mỹ. Hai bên ký thêm vào năm 2022, với thời hạn đến tháng 6 năm 2024 kèm điều khoản có thể gia hạn đến tháng 6 năm 2025. Tuy nhiên, năm ngoái, Mbappe đã thông báo không kích hoạt điều khoản này. AS cho biết, mùa vừa qua, Mbappe đã phải đối mặt với nguy cơ ngồi ghế dự bị dài hạn do không chịu gia hạn hợp đồng. Mọi chuyện chỉ khá hơn khi cầu thủ 25 tuổi tiếp tục thể hiện quyết tâm ra đi tự do và huấn luyện viên Luis Enrique đứng ra thuyết phục ban lãnh đạo câu lạc bộ để ông sử dụng Mbappe. Ngày 16 tháng 7 tới, Mbappe sẽ ra mắt cổ động viên Real Madrid trên sân Bernabeu. Mức lương của tiền đạo người Pháp được cho là 16 triệu đô la Mỹ mỗi mùa, cao nhất tại Real Madrid, nhưng kém xa mức gần 100 triệu tại PSG. Bù lại, đội bóng Tây Ban Nha sẽ thưởng ký hợp đồng 150 triệu. Mbappe đang giữ kỷ lục ghi 256 bàn trong 308 trận cho PSG. Tiền đạo 25 tuổi cũng đã giúp đội bóng Pháp giành 6 Ligue 1, 4 Cúp Pháp, 2 Cúp Liên đoàn, 3 Siêu Cúp Pháp và vào chung kết Champions League 2020. Mbappe đang cùng tuyển Pháp dự Euro 2024 tại Đức từ ngày 14 tháng 6 đến tối đa 14/7. Hôm 17 tháng 6, trong trận ra quân thắng Áo 1-0, anh bị vỡ mũi sau pha va chạm với Kevin Danso. Mbappe phải ngồi ngoài trận hòa Hà Lan 0-0 tối ngày 21 tháng 6 và có thể phải đeo mặt nạ thi đấu giai đoạn còn lại. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.